Liên quan đến sự cố sụt lún nghiêm trọng xảy ra ngay tại xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào sáng ngày 2 tháng 4. Ngày hôm nay, hố tử thần không có dấu hiệu mở rộng thêm. Tuy nhiên, thì nguồn nước giếng khoan của nhiều hộ gia đình không thể sử dụng được nữa. Câu hỏi về nguyên nhân nào lại gây ra hố tử thần sâu tới 10 mét này đang là điều mà nhiều người quan tâm. Và liệu hiện tượng này thì còn có thể xảy ra trong thời gian tới hay không? Ngày hôm nay, nhóm phóng viên VTC14 đã đi tìm câu trả lời cùng chuyên gia của Viện Địa chất và Khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thôn Hòa Lạc, xã An Tiến, nơi xảy ra hiện tượng sụt lún rất gần với vị trí giải đá vôi, được chú giải bằng màu tím trên bản đồ địa chất. Nên nhiều khả năng hố tử thần hình thành là do hệ thống hàng ngầm, caster trong lớp đá vôi này. Chúng ta nhìn kỹ hơn vào cái bản đồ địa chất thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần phía đông bắc của cái này nó có một cái đứt gãy. Và cái đứt gãy này nó di chuyển làm cho cái đá vôi ở trên mặt, như chúng ta nhìn thấy nó ở khu vực này, nó lại bị chìm xuống dưới sâu. Và nếu như nhìn vào cái mặt cắt địa chất, cái dưới cái lớp trầm tích trẻ, tức là sét bột nằm ở bên trên ấy, thì nó là cái phân vệ đá vôi. Cũng theo chuyên gia, đá vôi rất nhạy cảm với nước. Vì vậy, dòng chảy ngầm có thể hòa tan lớp đá vôi này, tạo thành các hang ngầm ở phía dưới. Chỉ cần một yếu tố kích hoạt, hố tử thần dễ dàng hình thành. Yếu tố về kích hoạt như là bị động đất. Khi mà động đất cái thì như chúng ta biết là cái trần hang nó có thể, đất rung rinh, nó có thể sập ngay là một. Cái thứ hai nữa là các cái hiện tượng kích hoạt do nhân sinh, như là chúng ta nhìn thấy là nếu như bà con mà đào giếng hay khoan giếng. Một cái hiện tượng nhân sinh nữa mà bà con nhiều lúc là chúng ta không chú ý được, từ các cái hộ chăn nuôi và nước nó đổ ở đây ngay trước cái hố sụt này, nó là một cái điểm hút nước. Thế thì nước nó là rất là nhạy cảm với cả những hiện tượng như này, nước nó sẽ làm nước nó cho đất đá nó bị dẻo ra, nó hòa tan nước và nó tiếp tục nó đi xuống dưới. Thế thì chính vì thế tôi thì đánh giá là cái nước đây chính là cái yếu tố, cái hồ này chính là cái yếu tố kích hoạt cho cái hố sụt này. Các hộ dân ở đây đã phải di rời ra nơi khác an toàn hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng hiện tại không nên tác động đến hệ thống nước ngầm ở vị trí này như đào giếng, khoan giếng, vì sẽ có khả năng tiếp diễn hiện tượng sập sụt.